Vâng, chào tất cả các bác. Là em Thành Auto. Hôm nay Thành Auto đang có mặt trước một chiếc VinFast Lux A bản tiêu chuẩn màu cam, đang có sẵn xe giao ngay tại VinFast Hải Dương chúng em. Và em xe này trong chương trình tháng 8 này đang có một cái mức giá ưu đãi rất là tốt để cho các bác có thể sở hữu được chiếc VinFast Lux A bản tiêu chuẩn này. Đối với chương trình tháng 8 thì bây giờ VinFast đang áp dụng những cái chính sách sau dành cho dòng xe Lux A. Thứ nhất là trừ 10% đối với lại khách hàng nào trả thẳng mua chiếc VinFast Lux A này. Thứ hai là áp dụng trừ 100% thuế trước bạ vào giá xe cho chiếc xe VinFast Lux A bản tiêu chuẩn này. Thứ ba là VinFast đang áp dụng cái voucher 200 triệu đang áp dụng dành cho xe Lux SA vào chiếc Lux A này. Đấy, áp dụng voucher 200 triệu nha các bác nhé. Và giá voucher 200 triệu ở thời điểm bây giờ nó sẽ dao động khoảng từ 5 năm cho đến 60 triệu ở thời điểm hiện tại. Đấy. Như vậy là tổng sau khi khấu trừ đi các khuyến mãi và đã bao gồm việc hỗ trợ mua cái voucher 200 triệu cho các bác, thì chiếc VinFast Lux A bản tiêu chuẩn này lăn bánh biển tỉnh là 860 triệu đồng cho chiếc VinFast Lux A bản tiêu chuẩn này các bác nhé. Đấy, và lăn bánh tại các thành phố trực thuộc trung ương thì chiếc xe này đang có mức giá lăn bánh là 883 triệu đồng. Và lăn bánh tại thủ đô Hà Nội sẽ là 903 triệu đồng nhé các bác nhé. 903 triệu đồng cho một chiếc xe thuộc phân khúc hạng E lăn bánh tại thủ đô Hà Nội. Và đặc biệt là đối với lại cái chương trình trong cái tháng 8 này thì chiếc xe VinFast Lux A bản tiêu chuẩn này đang được hỗ trợ tri ân tặng gói bảo dưỡng trị giá sấp xỉ 20 triệu đồng. Bảo hành tức là bảo dưỡng miễn phí 3 năm cho các bác đối với dòng xe VinFast Lux A này nhá. Đấy, trị giá lên đến gần 20 triệu đồng các bác nhá. Đấy, sắp xỉ 20 triệu đồng dành cho chiếc VinFast Lux A bản tiêu chuẩn này. Và đồng thời là chiếc xe này đang được VinFast hỗ trợ là bảo dưỡng 3 năm miễn phí trên toàn quốc, bất kỳ showroom nào, chứ không phải là các bác mua xe tại đại lý nào là phải bảo dưỡng 3 năm tại đại lý đó, mà các bác ở bất kỳ nơi đâu mua chiếc xe này sẽ được em Thành hỗ trợ cho các bác là bảo dưỡng 3 năm hoàn toàn miễn phí, kích hoạt trên toàn quốc cho các bác, bất kỳ showroom nào cũng được nhá. Bất cả các bác ở tỉnh thành nào em sẽ đều hỗ trợ được. Và trả góp chiếc xe này thì đâu đó các bác chỉ cần chuẩn bị trả trước cho em, nó rơi vào khoảng tầm 130 đến 140 triệu đồng là thôi, là các bác đã có thể sở hữu được chiếc VinFast Lux A bản tiêu chuẩn này rồi. Và màu cam này hiện tại đang là cái màu rất là độc các bác nhá, bởi vì màu cam này đã ngừng sản xuất các bác nhá. Ngừng sản xuất trên dây chuyền của VinFast. Màu cam nhá các bác nhá. Ngừng sản xuất trên dây chuyền của VinFast ạ. Và hiện tại thì chúng em đang có màu cam này, màu đỏ này, màu trắng này, màu đen này và màu xanh kia. Sẵn xe giao ngay cho các bác không cần phải đợi chờ. Đúng không ạ? Với chính sách tháng 8 này đang rất là hấp dẫn dành cho cái dòng xe Lux A và Lux SA. Lux SA cũng vậy, cũng sẽ được tặng cái gói bảo dưỡng lên đến 3 năm dành cho cái dòng xe Lux SA và kích hoạt bảo hành bảo dưỡng hoàn toàn miễn phí 3 năm trên toàn quốc cho các bác. Đấy. Thế thì các bác nào có nhu cầu sở hữu các cái xe VinFast này ở bất kỳ nơi đâu, hãy liên hệ ngay với em Thành Auto theo cái số hotline là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn. Số điện thoại thì em đã ghim sẵn ở trên màn hình, chỉ chờ các bác nhấc máy lên alo ngay cho em Thành Auto theo cái số hotline như vậy thôi. Đấy, số điện thoại trên cũng là số Zalo của em Thành Auto. Ngoài ra nếu các bác không gọi được theo số điện thoại trên thì hãy gọi cho em Thành Auto theo cái số hotline là 0917793988. Vâng, em sẵn sàng trực máy 24/7 để phục vụ cho các bác. Vâng, còn có lẽ là bây giờ là cái clip của em Thành Auto cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Em Thành Auto mua bán xe VinFast trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc, bất kỳ các bác ở nơi đâu. Vâng, em xin phép là chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.